mà cá da nha, mình thử miếng cái da heo chấm với nước mắm thử nha. Nên chưa cuốn bánh tráng nào mọi người. Ồ, da heo này mình nướng lên nó giòn cả nhà, nó giòn ghê lắm. Mà cả nhà nha, chấm nước này thử nha. Ăn thử miếng ăn ngon nha. Quá trời đã. Mà cả nhà nha, mời cả nhà thử miếng nha cả nhà. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì Sinh lại có thêm một cái món ăn rất là hấp dẫn cho mọi người đó nha. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Sinh một cái món, đó là cái món da heo nướng để mà mình cuốn với bánh tráng cả nhà. Bây giờ không để cả nhà chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu đi thưởng thức cái món này nha cả nhà. Bây giờ mình ăn cũng ngon lắm á, nhưng mà mình muốn mời cả nhà thưởng thức thử cái món này làm sao nha. Con đưa 200 đúng không? Dạ rồi. Đúng rồi không? Lợi gì? Muốn quá. Vô để mà mình rửa nha. Mình rửa. Rửa cho sạch sẽ rồi sau đó mình rửa qua nước muối nữa. Rồi bắt đầu mình đem đi nướng nha mọi người. Đây, dây mình mới mua nè. Đó, các nhà thấy không? Mình sẽ rửa sạch sẽ rồi lấy dầu lam cạo cho nó sạch nha mọi người. Rửa qua nước muối. Đây là cái món dây mà mình mới mua nè. Giờ lấy dầu lam cạo cho sạch sẽ từng cái một ha. Thank you.
Cả nhà ơi, bây giờ xin sẽ mời cả nhà bắt đầu mình lên than nha. Mình sẽ chấm nhúm than rồi để mà mình nướng cái da heo này. Mình muốn cả nhà, mình muốn mời cả nhà là ăn cái loại da heo ở đây nha. Nói chung là heo ở đây là người ta nuôi tại đây luôn, nuôi tại đảo luôn. Đó. Thì mình có mua một ít da heo để mà mình nướng lên rồi sau đó mình cuốn bánh tráng. Đó. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái loại này nha. Bây giờ mình đi bắt than thôi mọi người. Đây là cái con cá mú mà mình vừa mới đi mua cá về cả nhà. Nên sẵn vợ mình để làm con cá mú để nướng ăn cho ngon ha. Còn đây là cái lò than nè, chút nữa mình sẽ để trên đây. Nó để lên trên đó đó, mình nướng. Còn đây là rau ha. Mình sẽ ăn chung kèm với rau sống. Có dưa leo nè. Đây là còn cái lá này, cái lá đinh lăng ha. Cái đó này cái lá đinh lăng ăn rất là dễ ngủ với lại chị rất là nhiều bệnh mất ngủ nữa cả nhà. Nói chung là khỏe cho cơ thể. Rồi này ăn ngon lắm. Đây, ăn cái đọt đọt là ăn mới ngon nè. Nhìn giống cái ngò rí đúng không? Từ tự nhiên ngò rí ha. Sẽ nấu cái lò này ha. Đây. Bỏ than vô. Lấy cái than mình bỏ vô đây. Mình nướng. Lấy cái gỗ này bỏ nó vô đây để không nó bị hư cả nhà, để bị hư cái nền đó, cái nền nha. Nướng mình sẽ để lên đây để không bị ảnh hưởng cái nền dưới. Còn đây là toàn cảnh cái sàn của nhà mình nè cả nhà. Đó. Lúc trước là mình ai đã theo dõi cái video của mình đó, cái clip của mình đó thì sẽ biết được là lúc trước cái sàn mình ngay tới đó luôn. Bây giờ kiểu như sống gì rồi nó đánh hơn cái nhà nên còn có như đó. Kệ đi, giờ mình nấu nướng đi, ăn cho ngon ha. Bắt than mình tiếp. Chiều cảnh rất là đẹp nha mọi người. Chiều thì rất là nhiều ghe cộ ta đi biển ha mọi người. Đây. Cảnh này là cảnh buổi chiều nha, rất là đẹp. Sàn của mình hơi chặt một chút, cả nhà thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình đã có than rồi, chúng ta bắt đầu nướng nha. Mình tính lấy mỡ để dầu ăn để mình chét lên đây, nhưng mà mình nghĩ lại đã có mỡ rồi nè, tại vì trong cái da heo nó vẫn còn một chút mỡ nè mọi người. Trong cái da heo nó còn một chút mỡ, để mình coi thử coi nếu chút của mình nó khét quá thì mình sẽ vô lấy cái dầu ăn để mình chét lên cho nó không có bị khét nhiều quá. Vậy đủ đâu vậy đẹp trai vậy con, dâu con đi qua ăn da heo. Da heo ở đâu? Da heo đâu? Da heo con nướng đó đây hả? Đủ chả đâu ăn da heo mọi người, mà đang kiếm theo chi biết để thiết để... Mình sát chỗ này, mẹ. Hát bài nghe coi, hát bài tặng cho mọi người coi. Con chim ăn nhiều quá, con chim đó con cháu mình nó hát là con tim em nhột lét có gì đâu mọi người ơi, đó hát vậy đó cả nhà. Phải không, hát vậy không? Nó vui lắm, nói chung nó vui lắm mọi người. Nó mới học về á. Ừ, đẹp trai chưa?
cả nhà ơi, da heo sắp xong rồi cả nhà. Mình cùng với mấy đứa cháu mình ăn nè. Đó, nhóc này dễ thương lắm. Thấy nó vậy đó, nó vui lắm mọi người. Anh em. Mình cùng với mấy đứa cháu mình ăn uống cái này nè. Da heo sắp xong mọi người. Mình lúc trước có làm có ăn rồi, rất là ngon nha. Lần này mình muốn giới thiệu đến cả nhà một cái món da heo nướng rồi cuốn bánh tráng. Con nướng hết rồi. Cái tô nước mắm này ngon lắm. Đây nha. Đó, mình đã làm một cái chén chén nước mắm ớt chua chua chấm chấm ăn là đã. Nó vui lắm cả nhà, nó có nhiều năng lượng lắm. Mình sẽ đổ một ít nước mắm ra nha mọi người. Đây, mình sẽ đổ một ít nước mắm ra rồi mắm quá ngon rồi cả nhà, cộng thêm cái rau này, da heo qua gần chín rồi. Mời cả nhà nha, mình thử miếng cái da heo chấm với nước mắm thử nha. Này mình chưa cuốn bánh tráng đâu mọi người. Ồ, da heo này mình nướng lên nó giòn cả nhà, nó giòn ghê lắm. Mời cả nhà nha, chấm nước này thử nha. Ăn thử miếng này ngon nha. Quá trời đã. Mời cả nhà nha, mời cả nhà, thử miếng nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Trời ơi, dây da giòn giòn, cộng thêm một cái mùi vị của nước mắm chấm nó đã tuyệt vời lắm cả nhà, ngon quá đã. Để mình cho cả nhà xem cái món cá rất là ngon à. Đây là cái con cá mú hồi nãy mình quay đầu tiên cho mọi người xem đó. Nhìn đẹp không cả nhà, ngon ha. Cá chín hết một bên rồi. Có gì đâu đó. Không. Sắp chín rồi nha mọi người. Chuẩn bị mình bắt đầu thưởng thức nha. Đây là chén nước mắm. Trời, cái gì vậy? Hết không vậy? Rồi bắt đầu thưởng thức mọi người ơi. Mời cả nhà nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy bánh tráng ra, mình cuốn dưới da heo để mình ăn nha. Dưới đầu sống. Dưới đầu sống nữa. Da heo. Da heo nè. Đầu chấm thử ăn ngửa một cái ơi. Ok. Để coi thằng cháu của mình. Ăn không. Ngon chưa? Ngon không ngon? Ngon. Cháu mình nó ăn ngon quá, dưới mắt kiến sập xuống rồi mọi người. Rất là đẹp trai nha. Đẹp trai giống ai vậy ta? Đẹp trai giống anh này mất. Ba con nói ba con thương ra. Có dưa leo nè. Mấy con ăn sao cũng được chân á. Mẹ ăn đi con ơi. Cuốn đi thì mấy con ăn bình thường đi. Bị đừng nói nhiều nha, mấy con ăn đi. Đó, ăn sao ăn hiểu không? Quá hấp dẫn, quá ngon. Ngon lắm luôn nha. Quá ngon. Thank you.
ngon luôn mọi người. Ngon quá cả nhà. Tôi cho Quân lên nước 12 cái ổng mới lại ổng lấy ổng chết tiền nuôi. Quá đáng. Ê, anh luôn đi biển mỗi ngày á, đâu lo cho nó được đâu. Mẹ nó rồi bỏ nó rồi. Giờ vậy chi, mẹ thương Quân quá trời, bỏ con mình. Cả nhà nha. Rồi dai dai giòn giòn ăn đã mọi người, chấm ngon quá. Rất là tuyệt vời luôn á. Cả nhà nhớ làm giống như mình nha, như xin nha. Nướng lên rồi sau đó cái mình ăn với cái này. Có thể là cả nhà có thể ăn rất nhiều nước chấm khác cũng được. Mình thì ăn với nước chấm này nè. Thì ăn với nước chấm nào cũng được, ví dụ như cái gì ta? Mắm ruốc ha, mắm ruốc cũng được. Ngon lắm nè. Quá ngon luôn, đã lắm rồi, dai dai sực sực đã quá. Rồi kiến à? Vậy thôi mang cho nó ăn đi, ăn bữa tối, ăn vào buổi tối luôn. Đẹp trai quá. Very good. Cháu mình nó rất là năng lượng nha mọi người, rất là năng lượng. Mỗi lần mà mình nấu một quán ăn nào đó hay là mình giới thiệu đến cả nhà một cái món ẩm thực nào đó là mấy đứa cháu mình nó hay tới đây đó. Chấm đang ngon nè, chấm này ngon hơn, chấm nó ngon, dai ha, dạ hiểu dai, ngon, ngon bên, ngon lão luôn, dai, dạ hiểu dài dài ngon cả, cả nhà. Có ngon luôn các bạn. Chấm ăn, chấm ăn ngon. Mời các bạn ha. Mời cả nhà đi. Ngon cả nhà. Ngon. Ngon cả nhà. Chả ghê. Cả nhà cái cuốn da heo này nha. Ngon ngon ngon. Ngon. Ăn dưa leo hả Bin? Ê, còn miếng dưa leo. Da heo còn nhiều rồi ăn đi. Dưa leo. Dưa leo á. Lại da heo còn nhiều nè. Miếng da heo còn nhiều. Ăn vô đã. Ngon quá trời luôn. Cây cây thè thè đã. Cây thè thè đã, ngon. Nào. Quá trời ngon cả nhà, hấp dẫn quá. À, đây là một cái món ăn, một cái ẩm thực á mà mình muốn gửi tặng đến cho cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới và hấp dẫn hơn nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Ăn vô nó dai dai, dai dai. Dai dai giòn giòn. Dai dai không? Chấm đi rồi nó có mùi vị, ăn không thì nó không có mùi vị.